Mình xin chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ thêm được địa chỉ email liên kết với tài khoản Facebook của chúng ta. Để trong trường hợp các bạn quên mật khẩu thì chúng ta vẫn có thể sử dụng địa chỉ email để đổi sang một mật khẩu mới. Hoặc là trong trường hợp chúng ta bị mất tài khoản thì các bạn cũng có thể sử dụng địa chỉ email để lấy lại tài khoản đã mất. Và để thực hiện được cái việc là thêm địa chỉ email vào tài khoản Facebook của chúng ta thì các bạn sẽ làm những cái bước như sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở ứng dụng Facebook ở trên điện thoại của các bạn. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn là phần là cài đặt và quyền riêng tư. Các bạn chọn tiếp vào phần là cài đặt. Ở trong phần cài đặt này, các bạn chọn vào phần là thông tin cá nhân. Và trong phần thông tin cá nhân, các bạn chọn tiếp vào phần là thông tin cá nhân một lần nữa. Ở đây thì nó sẽ có cái phần là thông tin liên hệ, các bạn chọn vào. Ở tài khoản của mình thì mình đã thêm địa chỉ email cũng như là số điện thoại vào rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành là xóa cái địa chỉ email này đi để thêm một cái địa chỉ email mới. Rồi, sau khi mà mình đã xóa cái địa chỉ email cũ thì mình chọn là phần đóng. Lúc này thì cái phần địa chỉ email đã được xóa khỏi cái tài khoản Facebook của mình. Và mình sẽ tiến hành là thêm địa chỉ email mới bằng cách là mình chọn là phần là thêm thông tin liên hệ mới. Ở đây thì mình sẽ có hai phần, đó là thêm số di động và thêm email. Thì thêm số di động mình đã làm video rồi, bây giờ mình sẽ chọn là phần là thêm email. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành là nhập địa chỉ email vào. Sau khi mình đã nhập được địa chỉ email vào rồi thì mình sẽ tích vào tài khoản Facebook mà mình muốn liên kết. Và các bạn chọn là phần là tiếp tục. Lúc này thì Facebook sẽ gửi cho các bạn vào cái địa chỉ email mà các bạn đã nhập vào một cái mã xác nhận, các bạn chỉ cần chờ và nhập vào đây. Sau khi mình đã nhập được mã xác nhận, mình chọn là phần tiếp tục. Rồi, như vậy là nó thông báo là bạn đã thêm email của mình vào tài khoản Facebook đã chọn và mình chọn là phần đóng. Lúc này thì địa chỉ email của mình sẽ được thêm vào phần thông tin liên hệ. Như vậy là mình đã thực hiện thành công được cái việc là thêm thông tin liên hệ là địa chỉ email vào trong tài khoản Facebook của mình.